Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game Play to Earn mới ra được phát triển bởi Corsair có tên gọi là Element. Thì tựa game này đối với mình thì nó rất là hấp dẫn ha. Nó chơi gần giống như Pokemon, thì mình có các chế độ chơi như là đánh quái để nhận các phần thưởng vật phẩm trong game, có thể đánh nhau để tăng level. Đây là lộ trình phát triển của game ha. Thì mình đang ở quý 4 2021 ha. Thì game này sắp ra mắt rồi. Thì theo mình thì đây là một cái tựa game rất là hay nó, và có thể là nó sẽ phát triển rất là lâu dài ha. Rồi. Thì mình có rất là nhiều hệ trong đây. Hệ lửa, hệ gió, cỏ các kiểu. Ok, đây là cái team founder của tựa game Element này ha. Khá là nổi tiếng và nó được nó dạng bách cơ, nó cũng khá là ngon. Hy vọng thì khi game ra thì anh em có thể trải nghiệm và có thể kiếm tiền trực tiếp trên game ha. Rồi, chào các bạn.